À, các bạn thân mến, thì trong cái thời gian mà mình đi mình mua hàng rồi thì mình có tuyển một cái con máy, là con này là con Echo Kyoric, một con máy thổi lá. Rất là hàng này nó rất là hệ nha. Nó còn hệ hơn cả cái con mà cái con Atin nữa. Đó. Còn hệ hơn mấy con Atin rồi nữa. Đó. Đây, các bạn thấy cái ống của nó nè, Echo nè, R nè. Nó là VIP nhất những cái dân mà người ta làm về cầu đường á, cầu đường, dân mà cầu đường, nhất là dân cầu đường, để họ thổi cái mà cái bụi đường với lại thổi cái nước cái đồ ở trên đường á, thì người ta tìm mua và người ta sử dụng cái con này, sử dụng con này. Thì con này động cơ của nó là tới nòng tới 46 nha. Bao nhiêu cc ta, 50 mấy cc, 52 cc, quên rồi, nhưng mà nó cực mạnh, nói chung nó rất là mạnh. Thì cái tốc độ mà tốc độ gió của con này á, nó thổi ra được tốc độ là chừng khoảng, nó thổi ra tốc độ mà theo như mình xem trên thiết kế á, là từ 300 đến 350 km trên giờ ha, 300 đến 350 km trên giờ, nói chung một sức gió kinh hoàng. Thì mình giống như một cái cơn bão mà bão là dữ dội luôn á. Thì cái thằng này á, thì nó xài cái bình xăng con của nó, không sử dụng bơm phụ nha các bạn nha, nó không sử dụng bơm phụ, nó hoàn toàn là nó hệ thống của nó hoàn toàn nó bơm bằng nó bơm bằng cái hơi trong máy, nòng nó kín là tự nó bơm xăng đó. Khi mà mình đề ba mà lúc mà mình để lâu thì mình kéo e lên, còn mình bình thường xuống vậy thì mình khỏi kéo. Thì con này mình nói chung là mình bán nha các bạn nha. Thì nếu mà bạn nào mà muốn mua thì hãy vào trong cái phần ở trên tiêu đề của video á, phía bên phải nó có cái chữ V vậy nè, cái chữ V như vậy, thì các bạn bấm vào chữ V đó, nó sẽ hiện cái phần mà phần mô tả ra, thì các bạn sẽ xem cái số điện thoại mình ghi trong đó ha. Thì bạn nào muốn mua thì mình sẽ báo giá trên cái trực tiếp, chứ còn mình không có báo giá như bình thường ngoài. Một con này là nói chung nó rất là hiếm nha các bạn nha, rất ít chứ không phải nhiều đâu, rất là hệ, rất hiếm. Con này là coi như là dạng VIP á, nhưng mà con này còn rất mới. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho bạn xem thử ha. Ở đây thì trước tiên ta bật công tắc lên, rồi mình giật. Nói chung rất là dễ nổ. Nè, bạn ngó mình thổi ra cây kìa. Thấy không? Tốc độ gió nó tới 350 400 km một giờ lận mà. Đây, bây giờ mình để như vậy nè, mình lên ga nó sẽ cái sức gió nó mạnh tới mức độ mà nó đẩy luôn cái máy đi nè, các bạn thấy không nè. Nó mạnh kinh hồn lắm. Rồi, để giờ mình ráp ống vô. Rồi, mình ráp ống vô, mình đi thổi lá cho bạn xem nha. Mình thổi mình lại quên quên quay phim. Đây. Các bạn xem nè. Đất đai lá lú gì là thổi sạch hết. Đây.
cái này mình rút cái ống cong này ra, mình xài cái ống thẳng thôi là nó không biết kinh hồn luôn. Đây các bạn thấy không, lá dày cui nè, thổi nè. Đất nè. Đó các bạn thấy không, một sức thổi kinh khủng không, kinh khủng của con kêu rít ha. Rồi nếu mà bạn nào mà có muốn mua đó thì liên hệ với mình nha, trong số điện thoại trong phần mô tả video đó. Máy còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Đây. Dây đeo nè, máy đeo nè. Em ru còn mới cót nè, ha. Đó, ốc ác đâu nè. Dây đeo nè. Còn êm. Đây. Cái này mình chưa có chùi chiếc gì đó. Chưa, mình không chùi rửa đó. Đó, đây, bọc nhựa nè. Thấy không? Mọi thứ đẹp lả lơi, từ bình xăng rồi. Mình đang để lâu lâu mình xách ra mình thổi lá quanh quanh sân không à. Nhưng hôm nay mình quyết định mình bán. Đẹp không tì vết bạn ha.